chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nga USA. Hôm nay là một ngày cuối tuần nữa lại đến với mình ở trên đất Minnesota, vùng Midwest của nước Mỹ. Đầu cái video mình xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Sáng nay mình vừa bước chân ra cửa, trời ơi cái mùi hoa lài mà còn có nhiều người gọi là hoa nhài, nó thơm nức mũi luôn, làm ra mình phải đi ra cái đám cây hoa lài Việt Nam mà mình có. Thì ở đây là mình có 3 cây quý vị, mà có một cây nó ra hoa quá trời luôn, nó trắng toát luôn. Thành ra mình bước ra cửa là ngửi thấy cái mùi hoa lài thơm ngát luôn. Thì đây là chia sẻ với quý vị cái chậu hoa lài đầu mùa của mình. Cái này thật sự ra là hôm trước là nó đã nở một đợt rồi quý vị. Nó hết một đợt rồi. Cái này nó nở, cái đợt này là đợt thứ hai rồi quý vị ơi. Thơm quá sức thơm luôn. Cái hoa lài này nhiều khi nó nở nhiều quá đó, cái mình bứt nó vô mình ướp trà quý vị. Ướp trà rất là ngon. Nhất là sau này mình học một số của bà con làm trà tí tô, rồi làm trà dấp cá, ướp thêm cái hoa lài này vô rất là thơm luôn. Chia sẻ với quý vị cái niềm vui đầu ngày của mình. Và đây thưa quý vị, hoa sứ Thái Lan nó nở nhiều đến nỗi mình không đừng được, mình có phải quay hoài thôi. Hôm nay ở cái khu vực của mình đó quý vị, nhiệt độ nó lên tới 80 mấy độ F, tính ra là khoảng 20 mấy 30 độ C, mà cái không khí ẩm nó rất là nhiều nên nó rất là oi bức luôn. Bây giờ mới cái khoảng 9 giờ sáng mà đã thấy rất là nắng nóng và rất là oi. Ngày hôm nay là coi như là mọi người sẽ núp ở trong nhà và mở máy lạnh rần rần luôn, nó nóng quá. Ở dưới này mình cũng có một cây, mình đang ghi cái cây ice plant nè quý vị, nó bắt đầu nó nở hoa nè. Cái loại này nó dễ trồng vậy đó quý vị, mình cứ cắt một cái cành để mình dúi xuống là nó lại ra hoa. Hoa sứ cũng nở rồi, cái cây swizzle stick này của mình nó cũng nở nè quý vị. Bên này nó cũng có 3 bông nữa nè. Mấy hôm nay mưa nắng thuận hòa, cây cối nó ra hoa quá chừng luôn. Mà bây giờ cũng là đợt cuối rồi đó quý vị, tại vì ở khu vực của mình bây giờ là bắt đầu gần cuối tháng 8 rồi, đầu tháng 9 là bắt đầu gió heo may nó lên là lạnh, là mấy cái cây này là nó bắt đầu nó vàng lá, nó đổi màu, nó bắt đầu là nó chết hết quý vị ơi. Đợt này ở khu vực mình hay có mấy con bọ cánh cứng rồi quý vị, nó gọi là Japanese beetle đó. Quý vị thấy nó ăn cái hoa hồng của mình tàn tạ luôn quý vị. Đó, quý vị thấy nó bu nè. Đó, mấy cái con này nó bu là héo hết hoa, nó ăn nó phá kinh khủng luôn. Đó, Japanese beetle đó quý vị, phá lắm. Đây quý vị xem cái hoa hồng của mình nè, mà bao nhiêu con nó bù giờ nó ăn, coi như là cái hoa hồng đó là nó héo hết luôn, không chịu nổi luôn. Thấy tức không quý vị? Đây nữa là quý vị, cái hoa hồng của mình nó mới nở mà 2-3 con nó chui vô nó nằm ngay giữa nó ăn. Cái này chỉ khoảng 10-15 phút sau là cái hoa của mình nó tươi tả, giống như cái hoa hồi nãy mình mới quay quý vị xem. Đó, quý vị thấy không? Cái ghét kia không? Còn đây là cái dàn Morning Glory của mình quý vị. Mọi năm là cái con bọ cánh cứng đó, cái con bọ Japanese beetle nó cũng thích ăn cái hoa này lắm. Mà năm nay thì thấy có vẻ nó không có ăn nhiều cái cây này như mọi khi. Mọi khi là nó ăn là cái hoa là hết trơn luôn, không còn cái hoa nào luôn đó quý vị ơi. Phá dữ lắm. Và đây là hoa nhái nè quý vị. Mùa này là đang là mùa hoa nhái ở trong vườn của mình đó, nên là nhái nó nở rất là nhiều. Hôm nay trời hơi có gió nhẹ,
hoa mắt huyền quý vị, Red Eye Susan, một lẫn với Cosmos hoa nháy. Bây giờ là hai cái loại hoa mà nó có rất là nhiều trong vườn của mình là hoa này. Cosmos ở đây nó có cái loại này nó ra cái đậm ở giữa này quý vị. Ở giữa nó có màu đỏ, sau ở ngoài nó màu hồng. Dạng bầu của mình quý vị, hôm nay bữa trước mình hái hết mớ rồi, hôm nay cũng còn ít ít thôi. Bầu của mình hôm nay nó lên khá là tốt. Hổ qua của mình bây giờ bắt đầu có trái rồi quý vị ơi. Đó, nó bắt đầu có trái đây, chỗ này được ba trái nè quý vị. Cái bầu nó lớn quá, nó lên không nổi luôn. Hôm nay nóng quá quý vị ơi, mình sụt xịt luôn á. Nhưng mà tại vì cái đám purple cornflower của mình nó đã tới lúc phải cắt rồi, nên mình cũng nhân thể đây mình chia sẻ với quý vị cái cách để mình cắt cái bí quyết để mà quý vị chăm sóc cái hoa purple cornflower này, để hàng năm nó đều lên và nó lên rất là tốt và cho quý vị nhiều hoa. Thì như đã thưa với quý vị là cái hoa mấy cái cornflower bây giờ là nó đóng hạt hết rồi đó quý vị, là nó đã tới cái thời điểm mình có thể cắt được rồi. Cái hạt này là nó đã đủ rồi đó, là chim nó có thể ăn được rồi. Để quý vị thấy nó mà mình bấm mạnh thấy nó, quý vị thấy nó bắn một cái hạt phải không, cái hạt nó bắt đầu chín rồi đó, nên bây giờ mình phải cắt. Quý vị có thể nhìn thấy biết chín khi nào, quý vị nhìn thấy như khi những cái cánh hoa này nó bị đen hết như vậy là cái hạt nó đã chín rồi đó, là mình có thể cắt được rồi. Quý vị thấy đây có một số cái mà mình để nó già quá rồi nè, nó bắt đầu nó héo hết trơn rồi quý vị thấy không, mấy cánh cái này là nó bị quả rồi nè. Không, quý vị thấy cái mình ấy là nó búng mấy cái hạt ra nè. Thì đây là những cái hạt mà chim nó sẽ rất thích ăn, nên là mặc dù hôm nay là trời nó rất là nóng nhưng mà tới lúc làm rồi, nếu mà mình không làm mấy cái hạt này nó sẽ búng hết quý vị này nè. Quý vị thấy mình làm mình đụng vô nó búng hết trơn cái hạt ra thì nó sẽ hết cái hạt để cho chim, nên là mình cũng sẽ phải làm ngày hôm nay. Thì giờ mình làm nhanh để mình chia sẻ với quý vị cái cách mà mình cắt cái hoa để mình cất đi để dành, cũng như là cái cách mà mình cắt cái cành của nó nha. Thì cái cách làm cũng đơn giản thôi quý vị. Thì tại vì mình muốn giữ cái hoa để mình cho chim ăn thì mình sẽ cắt cái hoa ngay ở đây. Đó, mình cắt như vậy đó quý vị. Đó, mình cắt ngay cái hoa ở dưới cái đài để nó như thế này. Đây quý vị xem, đó mình cắt nó sát xuống như này thôi. Đó, và ở đây mình có chuẩn bị sẵn cái thùng này. Thì mình thảy vô cái thùng đó để cho mình để cho nó khô để tới mùa đông á, và mình để dành cho chim ăn. Đó, mình cắt cái hoa xuống. Đó, quý vị xem. Và mình sẽ cắt hết mấy cái hoa này xuống như vậy cho nó rớt vô cái thùng. Thì như quý vị, sau khi mình cắt cái hoa rồi thì cái cành như vậy nè, nó sẽ không có, nó không còn hoa nữa. Và nếu mà mình để thì nó sẽ tiếp tục nuôi cái cây ha. Nuôi cái cây thì cái này nó cũng không có cho mình cái gì cả, nên là để cho cái việc chuẩn bị cho nó nuôi rễ cho tốt vào sang năm đó, thì cái cách mình cắt là mình sẽ dõi xuống. Chẳng hạn như cái cây này quý vị thấy nó có ba cái hoa nè, nó có ba cái hoa, và mình đã cắt hết ba cái hoa của nó rồi, thì mình sẽ dõi xuống theo cái thân của nó được quý vị. Đây quý vị thấy cái tay mình không, mình dõi xuống cái thân sát theo cái gốc của nó luôn. Đây quý vị thấy cái gốc nó đầy không, thì mình sẽ dùng cái kéo cắt cây mình cắt xuống gần cái đất luôn quý vị. Đó quý vị thấy này, đó cái thân của nó ở đó ha. Thì giờ mình sẽ lấy cái kéo cắt cây đó, mình cắt sát xuống đây luôn. Đó quý vị thấy, đó là cái cây của mình cắt nè. Đó thì cái này mình cũng sẽ bỏ đi. Đó. Thì khi ở dưới cái gốc thì mà quý vị nó vẫn còn những cái lá nè. Đây quý vị thấy nó có những cái vẫn còn cái lá của nó không? Thì cái lá này nó sẽ tiếp tục nó phát triển và nó nuôi cái rễ ở dưới, và cái rễ đó chính là cái quyết định cái cây cối của quý vị sang năm nó có cây, nó có hoa nhiều và tốt như thế nào. Thì đó là cách chia sẻ với quý vị về cái cách mình tỉa cho cái cây cúc hồng này để nó ra hàng năm và ra rất là nhiều hoa và rất là tốt, để mình chia sẻ với quý vị, để mình làm một vài cái cho quý vị xem nha. Cái này là quý vị đó, nó mấy cái hoa này nó đã được hết trơn rồi, thì giờ mình cứ cắt sát nữa thôi. Đây quý vị thấy mình cắt sát luôn.
cắt cho nó rớt xuống cái thùng của mình. Đó. Đây nó có một hoa nữa nè, mình cắt cho nó sát cho rớt xuống cái thùng của mình đó. Xong rồi mình cũng sẽ làm giống như vậy nè. Đây nè, cái này là mình vừa mới cắt cái đầu nữa thì mình dõi xuống tướng suốt cái gốc của nó luôn. Đây, quý vị thấy cái gốc của nó dưới này nè. Đó, gốc ở đây ha. Thì mình sẽ để cái gốc cắt cây của mình đó, mình cắt sát luôn. Đây, quý vị xem. Đó, nó đây nè ha. Thì mình sẽ cắt sát xuống như này luôn. Đó, mình lấy cái cành ở đây. Thì cái cành này là mình sẽ bỏ, quý vị. Đó, mình dục qua đây mình bỏ. Tương tự như vậy, chẳng hạn như cái ba cái này là nãy mình mới cắt nè, quý vị thấy mình mới cắt đó. Thì giờ mình cũng sẽ dõi xuống dưới cái gốc của nó. Rồi mình cắt hết cái đám ở dưới gốc này. Đó, nó dưới này cái đó. Mình cứ cắt cái cành mà. Mình cắt cái cành mà nãy mình vừa cắt cái bông đi thôi quý vị. Còn những cái lá mà nó mọc ở dưới gốc á, thì mình vẫn cứ giữ nguyên. Tại vì mấy cái lá đó là mấy cái lá nó sẽ phát triển và nó nuôi cái rễ, nó nuôi cái rễ cho sang năm. Mình ở đây là mình, quý vị thấy ở đây nè, nó có những cái nhánh này, những cái nhánh hoa nè đó. Thì quý vị sẽ cắt hoa trước rồi quý vị cắt cành, hoặc là quý vị cắt cái cành đi xong rồi quý vị cắt cái hoa cũng được. Chẳng hạn như ở đây là mình có 3-4 cái cành rồi nha, thì giờ mình sẽ cắt hết. Mình chưa cắt hoa nhưng mình sẽ cắt cái cành, tại mình biết là những cái cành lớn này và những cái cành nó ra hoa thì mình sẽ cắt hết rồi quý vị. Hai cái, ba cái, bốn, năm, sáu, mình cắt sáu cành rồi đây, mình sẽ lấy sáu cành này để chị xem. Đó, quý vị xem là cái cành mình vừa mới cắt này. Thì sau khi mình cắt xong thì mình có thể lượm nó ra đây. Và lúc mình ngồi ở đây mình cắt bông cũng được quý vị. Đây là những cái bông của nó. Thì giờ mình cắt ở đây cũng được. Đó, thì có hai cách. Một là quý vị cắt cái hoa trước, sau rồi quý vị cắt cái cây. Còn nếu không quý vị cắt cái thân cây nó trước, rồi quý vị lấy nó ra, rồi quý vị cắt cái hoa thì cũng được. Cách nào cũng được, miễn là mình cắt sát gốc cho nó quý vị ha. Đó, sau mình ra đây mình cắt cái hoa cũng được luôn. Đó. Đó, thì đây là những cái hoa mà mình mới vừa cắt được quý vị. Đây quý vị xem đó, cái hoa này là nó đã kết hạt rồi đó. Thì cái này á thì mình sẽ giữ lại, mình phơi khô để tới mùa đông mình cho mấy cái con chim nó ăn. Còn với cái cành cây thì mình sẽ dục. Hả? Một năm quý vị biết không, mình là cái thùng này mình cắt hết xung quanh vườn của mình là 2-3 thùng như vậy luôn á quý vị. Thành ra là mùa đông là mình cứ rải ra ngoài tuyết đó cho chim nó ăn. Đó là chia sẻ với quý vị cái bí quyết mà mình chăm sóc cái cây purple cornflower để nó tiếp tục cho quý vị hoa hàng năm. Và hoa rất là đẹp luôn, và nó cũng dễ thôi, nhưng mà nếu mà mình biết rồi thì nó dễ, nếu mình không biết thì nó cũng khá là phức tạp. Mình thì mình cũng học của các bạn trước, thì giờ mình biết rồi thì khó thật quý vị. Đó, thì đây thì bây giờ mình sẽ phép quý vị mình dừng cái video này ở đây ha. Mình sẽ tiếp tục mình đi khắp trong cái vườn của mình, và mình cắt những cái cornflower và mình bỏ vô cái thùng để dành cho chim nó ăn vào mùa đông. Bây giờ mình bắt tay vào việc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của mình, và xin chúc quý vị nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại quý vị ở trong cái video kế tiếp.